kính thưa chủ tọa đoàn, thưa các vị đại biểu. Thì tôi xin phép trình bày những cập nhật về chuẩn đoán và điều trị hội chứng suy cấp tiến triển ADS. Thì thứ nhất nói về chẩn đoán thì thực ra cũng không có gì mới để cập nhật chẩn đoán cả. Chúng ta vẫn dùng cái cập nhật nhất gần đây là năm 2012 của cái hội nghị Berlin. Vì thế nên trong cái báo cáo hôm nay chúng tôi chủ ý tập trung vào những cái vấn đề về điều trị ADS và điều trị nó có rất nhiều quan điểm. Vậy chúng tôi dùng quan báo cán quan điểm đã được thống nhất trên thế giới. Tất nhiên là những cái cãi nhau còn nhiều nhưng có những cái cái nhau quá mà người mỹ người ta chưa đưa ra thì chúng tôi cũng sẽ không xét ra ở đây thì thứ nhất là về thông minh nhân tạo trong NDS thì đây là cái điều trị cơ bản cái điều trị ngoài điều trị nguyên nhân ra thì chúng ta không có điều trị nào khác cho đến nay ngoài cái thông nguyên nhân tạo để bảo đảm oxy máu thì nói chung sau bao nhiêu năm thì vẫn thống nhất là chúng ta dùng cái thể tích lưu thông thấp pip phù hợp tức là một cái thông minh nhân tạo bảo vệ phổi, mục tiêu là để đảm bảo tình trạng khí máu bạch thỏa đáng và hạn chế cái nguy cơ chấn áp lực và nguy cơ tổn thương phổi do thở máy thì cái này nó không có gì uh, mới. Thì để mà khẳng định thêm cái quan điểm này thì cái guideline năm 2017 của Hội Lồng ngực Mỹ, Hội hô hấp châu Âu, à Hội hồi sức châu Âu và hồi sức Mỹ thống nhất là khuyến cáo trong điều trị ADS thì sử dụng thông khí nhân tạo với cái giới hạn cái Thể tích lưu thông là từ 4 đến 8 ml kg cân nặng uh, lý tưởng và giới hạn cái áp lực đẩy vào đối với PC và áp lực uh, cao nguyên đối với VC là 30 cm nước. Thế đây là cái khuyến cáo mạnh. Cái năm 2019 thì một số nhà khoa học Pháp, trường Pháp nó cũng đưa ra cái khuyến cáo về điều trị RDS cũng thống nhất là cái VT được khuyến cáo là 60 ml kg và cái này là sử dụng cho tất cả các ARF trừ trường hợp những bệnh nhân mà có cái nhiễm khoa toan hô hấp nặng thì người ta sẽ xem, xem xét uh, riêng sau đối với áp lực cao nguyên đường thở thì cũng thống nhất là số áp cao nguyên đường thở là không quá 30 cm nước và để cái này có thể giảm được cái nguy cơ tử vong và khi mà áp lực cao nguyên đường thở là 30 rồi thì khuyến cáo là không cố gắng tăng VT lên nữa thì để mà hướng dẫn thử máy trong RS thì bên cạnh cái VT và P-Plato đã được thống nhất từ cách đây nhiều năm thì gần đây Amato trong cái nghiên cứu tổng kết chiến đề tài thì có nhận thấy là cái uh, 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 driver pressing tức là hiệu số của áp lực cao nguyên và pip trong thông khí uh, thể tích cũng tức là hiệu số của áp lực đẩy vào uh, áp lực uh, đứng thở tối đa và pip trong thông khí áp lực thì người ta thấy là nếu mà xét tỷ lệ tử vong thì có sự về VT thì có sự khác biệt tương đối rõ giữa VT 8 kg và VT 60 kg nhưng với VT 60 kg thì rất khó tiên lượng. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng cái driving pressure thì người ta thấy là cái driving pressure liên hệ có một mối liên, liên quan khá chặt chẽ với cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ARDS và như vậy thì tác giả khuyến cáo là sẽ dùng driving pressure để tiên lượng bệnh nhân ARDS và Người ta cũng khuyến cáo là không nên dùng một cái driving pressure quá cao ở bệnh nhân ADS Mà khuyến cáo hiện nay theo như là những cái sơ đồ này là khoảng 15-16 cm nước Thì tuy nhiên cái nghiên cứu về driving pressure hiện nay chưa có nghiên cứu nào là nghiên cứu uh, ngẫu nhiên đối chứng Mà vẫn chỉ là các nghiên cứu tổng kết thôi Do đó nên mặc dù là người ta thấy là dùng driving pressure có thể dự đoán kết cục ấy, tốt hơn VT và p plateau Nhưng để mà dùng cái này để mà hướng dẫn thông khí thì người ta vẫn chưa thể thấy nó thay thế được cho VT và Peprato trong cái việc hướng dẫn thông khí tức là đích của cái thông khí cần đặt được đối với cái gai của pháp thì người ta cũng thấy là chưa đủ cái bằng chứng để sử dụng timing pressure trong cái hướng dẫn thông khí cho bệnh nhân ARDS và như vậy khi chúng ta dùng thống huyết bảo vệ phổi cho bệnh nhân ARDS thì thống nhất hiện nay vẫn là dùng VT và Peplato để hướng dẫn tức là VT là từ 4 đến 8 kg và Peplato là dưới 30 thì đấy là tương đối lại cũng không có gì mới so với cách đây 15 năm. Về vấn đề dùng pip thì cái hiệu quả của pip trong thông khí nhân tạo ở bệnh nhân S thì không có gì đáng phải bàn cãi. Tuy nhiên thì bên cạnh cái tác dụng có lợi thì cũng có không có lợi. Thứ nhất nó làm tăng lực trong trong màng phổi, tăng áp lực nhĩ phải, giảm rất từng áp lực giữa tim và hồi lưu tĩnh mạch và như vậy làm giảm cơ lượng tim. Mặt khác cái pip làm tăng sức cảm mạch phổi, do làm tăng hội ánh thất phải và cũng là giảm cơ lượng tim và nếu dùng pip cao thì có thể góp phần tăng cái nguy cơ tổn thương phổi do thể tích do là căng dặn phải năng quá mức và như vậy chúng ta phải cân nhắc giữa việc pip cao có thể cải thiện độ oxy máu và pip cao có thể có những tác dụng có có hại thì để mà giải quyết được cái vấn đề này thì khuyến cáo của Mỹ các hội đồng các hội của Mỹ và châu Âu năm 2017 thì đề nghị là dùng pip cao cho bệnh nhân ADS mức độ trung bình và nặng tức là có cái tỷ lệ PTF từ 200 trở xuống với hội luận hồi sức Pháp gala 2019 thì người ta đề nghị là pip 5 cm nước trên 5 cm nước được dùng cho tất cả các bệnh nhân ADS nhưng với bệnh nhân ADS trung bình và nặng thì mới dùng pip cao và không dùng pip cao cho bệnh nhân ADS mức độ nhẹ. Và cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là khi đặt pip cho bệnh nhân thì cân cân nhắc vấn đề cải thiện oxy máu thì phải tính đến pip nó làm tổn thương có những bệnh nhân đã, đã bị uh, ảnh hưởng của cái tình trạng uh, tuần hoàn và khi công trang phổi đã giảm thì khi đấy phải tùy từng bệnh nhân cụ thể một mà cân nhắc đặt pip chứ không nên cố định một cái pip cao cho tất cả mọi người thì nói như thế thì dễ nhưng mà thực hành sẽ rất là khó vậy thì chúng ta làm cách nào để chọn pip cho một bệnh nhân ads thì chúng ta biết một cách rất là cổ điển được cách đây khoảng gần 20 năm là cái ars network hồi trước khi mà tiến sĩ sơn và bác sĩ thịnh hồi đó thí sơn còn một anh nội chú chưa tốt nghiệp đi mỹ về có trình bày về chúng tôi cái cái này thì người ta dùng một cái bảng dựa vào pip và feo 2 để người ta cân nhắc đặt mức pip cho bệnh nhân thì cái này rất là cổ điển và gần đây có rất nhiều biện pháp khác được đưa ra với mục tiêu là tìm một cái pip gọi là tối ưu cho bệnh nhân ví dụ như là tìm pip dựa vào áp lực xuyên phổi thông đạo lực thực quản hoặc là tìm pip theo hướng dẫn của chẩn hình ảnh cái này phức tạp vì phải làm ct tại giường rồi tìm mức pip dựa vào công phổi thì rất nhiều cái đưa ra nhưng mà đều chưa thống nhất và chưa áp dụng rộng rãi. Thì chúng tôi tìm thấy có một nghiên cứu à, năm 2019 trên JAMA thì người ta nghiên cứu gì ạ? Người ta nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân ADS mức độ trung bình và nặng được thông tin tạo bảo vệ phổi với VT thấp thì có 102 bệnh nhân đặt PIP theo hướng dẫn của áp lực tự quản và 98 bệnh nhân đặt PIP theo kinh nghiệm dựa vào cái bản PIP và OPF2 chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Thì kết quả là giữa hai nhóm không có thể có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong người thứ 28 cũng như thời gian thở máy. Và kết luận là gì? Tóm lại là người ta không ủng hộ việc đặt pip theo hướng dẫn các thực quản chúng ta cứ theo phương pháp cũ chúng ta đặt vừa rẻ vừa dễ mà cuối cùng cũng hiệu quả như nhau từ đấy là về vấn đề pip tóm lại là gì đặt pip là phụ thuộc rất nhiều vào chủ quan người bác sĩ và người ta khuyến cáo là không đặt pip cao ở bệnh nhân as mức độ nhẹ nhưng mà với mức độ trung bình và nặng thì nên xem xét đặt pip cao phù hợp một điểm nữa cũng tranh cãi khá nhiều là vấn đề huy phế nang thì cái này đã được đưa từ lâu và có rất nhiều biện pháp huy động phế nang đã được đưa ra vì chúng ta biết là một trong những nguyên tắc thủ thở máy mà rất nhiều người đến là gì là phải mở phổi và giữ cho phổi mở mở phổi bằng huy động phế nang và giữ cho phổi mở bằng cái pip cao vậy thì huy động phế nang nó tác dụng như thế nào thì một cái báo cáo tổng quan của pháp năm 2019 nghìn sau này họ đưa lên thành gai lai đấy thì họ có tổng kết được 8 đề tài trong thời gian 20 năm từ 98 đến 2018 và đây là những đề tài nghiên cứu rất có giá trị bởi vì nó là đề tài độ chứng ngẫu nhiên thì người ta thấy là phần lớn là dùng pip à, hiệu phế năng bằng mức CPAP 40 cm nước trong 40 giây cái này chúng ta dễ nhất là cho vẫn thường dùng và trong đó có 7 nghiên cứu dùng hiệu phế năng sau đó dùng pip cao tức là mở phổi và giữ cho phổi mở thì kết quả người ta thấy là kết quả trước mắt thì cái tỷ lệ PTF cải thiện rõ ở nhóm mở phổi à, 205,9 mm thủy ngân so với 158,3 mm thủy ngân về tỷ lệ tử vong thì chỉ có một nghiên cứu thấy là giảm có ý nghĩa ở nhóm mở phổi nhưng 7 nghĩa cơ còn lại. Cái nghiên cứu tiết giảm có ý nghĩa là trên 110 bệnh nhân, còn 7 nghĩa còn lại tức là trên 2.600 bệnh nhân thì không thấy thay đổi có ý nghĩa về tỷ lệ tử vong. Như vậy có nghĩa là mở phổi hay không mở phổi thì nó cũng không thay đổi được tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên về nguy cơ của mở phổi thì người ta thấy không có khác biệt có ý nghĩa về nguy cơ chống áp lực giữa mở phổi và không mở phổi. Nhưng mà ảnh hưởng xấu tới huyết động thì cái nhóm mở phổi thì cái tỷ lệ huyết ảnh hưởng động cao hơn cái nhóm không mở phổi là 20% và đây là tỷ lệ có ý nghĩa. Như vậy thì cái hiệu phế nang nó có tác dụng trước mắt là tăng oxy máu nhưng mà xét về cái kết quả cuối cùng thì cũng không thấy rõ ràng cái tác dụng tốt so với nhóm không mở phổi. Và trên cơ sở những nghiên cứu như vậy thì cái gai lai người ta đưa như thế nào? Đối với gai lai của Mỹ và châu Âu thì người ta thấy là người ta gợi, người ta không khuyến cáo mà người ta chỉ khuyên là có thể mở phổi cho những bệnh nhân ADS. Còn gai lai của Pháp thì người ta khuyên là cái mở phổi không nhãn nó dụng một cách thường quy ở nhãn ARS có nghĩa là tùy từng bệnh nhân cụ thể chúng ta sẽ thấy trước nữa người ta sẽ có một cái quan chúng tôi sẽ chỉ một quan điểm là khi nào sử dụng cái mở phổi này và nó lại là không nên dùng thường quy nhưng mà người ta không 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 recommend không, không không khuyến cáo mà chỉ khuyên là có thể dùng thôi để mà bảo đảm cho bệnh nhân thở theo máy thì có nên dùng thuốc chiếc thần kinh cơ hay không chúng ta biết là cái vấn đề đồng bộ máy thở bệnh nhân rất quan trọng vì nó có bảo đảm được cái thông khí phổi nó cải thiện công phổi và cho đổi khí nó kiểm soát tốt cái thể tích và lực thở vào cũng như thở ra và nếu chúng ta cho bệnh nhân nằm yên hoàn toàn thì chúng ta có thể điều khiển máy thở hoàn theo đúng ý chúng ta ngược lại bệnh nhân không nằm yên thì có thể chống máy và cái tình trạng khí máu sẽ tồi đi và do đó nên người thấy là cái thuốc chiếc thần kinh cơ là có cải thiện được tiên lượng rét trung bình và nặng thì một cái nghiên cứu trên 3 về bệnh nhân S trung bình và nặng công bố năm 2017, người ta thấy là cái nhóm dùng giãn cơ thì cải thiện được oxy hóa máu ở bệnh nhân trung bình và nặng, giảm được PAP, PLATO và PIP và áp không thấy thay đổi về driving pressure và cái chênh áp lực của cái xuyên phổi. Và như vậy thì người ta thấy là rõ ràng là có cải thiện oxy hóa máu và có cải thiện hoặc ít nhất cũng không làm xấu đi tình trạng ngọc phổi. Và dựa trên cơ sở những nghiên cứu như vậy mà cái gai quả phát năm 2019 người ta khuyến cáo là có thể sử dụng các thuốc ức chế thời kinh cơ ở những bệnh nhân ép nhưng mà bệnh nhân nặng thôi, FPA trên A O2 trên F2 là dưới 150. Và nếu mà đã dùng thì dùng trong vòng 48 giờ từ khi bắt đầu trở nặng ép và dùng kéo dài không quá 48 giờ. Vì việc dùng kéo dài cái thuốc ức ức chế thời kinh cơ có thể gây ra tình trạng là những cái liệt cơ, bệnh cơ ở bệnh nhân ICU và nó sẽ gây ra một cái thở máy kéo dài. Tuy nhiên đấy là khuyến cáo nhưng nếu chúng ta đứng trước bệnh nhân mà vẫn tiếp tục chống máy thì đây là vấn đề rất khó nghĩ. Nhưng có điều là cố gắng cắt được trước 48 giờ thì tốt. Một số cái biện pháp thở máy khác người ta đã thông thử dùng thì có cái APRV tức là thông khí sụt giảm áp lực theo thời gian. Thực chất đây là một cái thở CPAP rất cao và trên nền CPAP cao đó bệnh nhân tự thở và đôi và từng chu kỳ có sụt giảm áp lực để rút đào thải CO2. Thì đây tất cả các tác dụng có lợi của cái phương thức này đều là do bệnh nhân tự thở và chúng ta biết là bệnh nhân bệnh nhân ARS mức độ nặng mà tự thở rất là khó và do đó nên người ta cũng không khuyến cáo sử dụng ở bệnh nhân ARS mức độ trung bình và nặng thì cách đây khoảng 7-8 năm tôi và tiến sĩ sơn có hướng dẫn một bác viên cao học làm cái này và sau khi kết thúc nghiên cứu thì chỗ tiến sĩ sơn cũng không dùng và chỗ tôi cũng không dám dùng cái phương thức này một cái phương thức khác được bàn cãi khá nhiều là cái HFO tức là thông khí với cái tần số cao chúng ta dùng tần số rất cao 3 đến 6 h AH, với VT rất nhỏ khoảng 1 đến 3 kg và chúng ta duy trì được áp lực trung bình cao cho đường thở và cái này nó làm cho các phế nang được mở thường xuyên thuận lợi nó không bị tránh được những cái tổn thương do phế nang đóng mở theo chu kỳ và các nghiên cứu đã thấy rằng cải thiện được trao đổi oxy máu và thải CO2 thì một cái nghiên cứu tổng hợp đăng trên trong cốc Cranbay giờ năm 2016 người ta thấy như thế này ạ thì nếu mà so sánh giữa nhóm thông khí thông thường và nhóm HFO về cái tỷ lệ tử vong ngày thứ 30, tỷ lệ tử vong và tháng thứ 6 thì không có khác biệt giữa hai nhóm. Tuy nhiên, nếu mà xem xét về vấn đề thành công hay thất bại điều trị trước mắt, tức là người ta xem xét vấn đề oxy máu được bảo đảm hay không, rồi bệnh nhân có bệnh nhiễm toan nặng hay không, có tăng CO2 quá mức hay không thì thấy là nếu xét về những tiêu chí cụ thể như vậy thì cái HFO có cải thiện tốt hơn rõ rệt so với nhóm thông khí thông thường. Trong khi đó thì về thời gian thở máy thì cũng không có khác biệt giữa hai nhóm. Xét về các biến chứng thì chúng người ta thấy là giữa nhóm thông khí thông thường và HFO thì không có khác biệt về tỷ lệ xuất hiện cái thông cái, cái chứng thương áp lực và cũng không có sự khác biệt về tỷ lệ Uh, tủ thiết áp. Như vậy thì cái HFO nó có thể có tác dụng nhất thời trước mắt nhưng mà tác dụng lâu dài thì chưa thấy rõ tác dụng lâu dài trên cái tệ tử vong. Và do đó nên cái khuyến cáo của Mỹ và châu Âu năm 2017 thì nói là không nên sử dụng thường quy cái HFO ở bệnh nhân ARS trung bình và nặng. Còn khuyến cáo của Pháp năm 2019 thì người ta thấy là không dùng. Vậy sao không dùng? Vì người ta thấy là cái tỷ lệ tử vong không thay đổi. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý là tỷ tử vong nó liên quan đến rất nhiều yếu tố khác chứ không chỉ riêng cái thở máy. Và do đó nếu như chúng ta thấy cải thiện được chúng ta vẫn cứ dùng và sau này chúng ta thấy người ta vẫn khuyến cáo là dùng. Một cái phương thức khác rất là gần đây được nói đến nhiều. Mặc dù đã đồng từ lâu rồi là cái thông khí nhân tạo thứ tư nằm sấp. Tại sao gần đây nói đến nhiều vì cách đây khoảng mấy năm thì có một bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình lên chỗ chúng tôi và tiến hành làm một cái nghiên cứu nghiên cứu một đề tài nghiên cứu sinh vấn đề này thì người ta thấy là khi nằm sấp thì có thể cải thiện được cái tình trạng trao đổi khí cải thiện được cái tỷ lệ thông khí tới máu và giảm được cái nguy cơ chấn thương do thể tích và như vậy thì giả thiết là thông nguyên nhân tạo tư nằm sấp sẽ cải thiện được tiên lượng bệnh nhân ADS một cái nghiên cứu năm đăng thông công bố năm 2017 thì người ta thấy là so sánh tư thế nằm sấp và tư thế nằm ngửa bình thường ở tám nghiên cứu thì người ta thấy là xét về tỷ lệ tử vong chung thì không có khác biệt giữa tế tên nằm sấp và tế nằm ngửa. Nếu xét về tỷ lệ tử vong của cái nhóm bệnh nhân được thở theo phương thức bảo vệ phổi và thở không theo phương thức bảo vệ phổi, tốt hơn tại sao vẫn có bệnh nhân không theo phương thức bảo vệ phổi thì cái tỷ lệ tử vong của nhóm theo phương thức bảo vệ phổi thì không có khác biệt giữa hai nhóm nằm sấp và nằm ngửa. Nhưng khi xem xét đến cái phân nhóm là thời gian nằm sấp thì thấy là với những nhóm bệnh nhân mà đã nằm sắp trên 12 tiếng một ngày thì cái tỷ lệ tử vong tức là cái nguy cơ theo tương đối thấp hơn rõ rệt có ý nghĩa so với nhóm nằm ngửa còn với những bệnh nhân mà được thông cái nằm sắp dưới 12 tiếng một ngày thì hai cái này không hai nhóm này không thay đổi có ý nghĩa xem xét về cái phân nhóm với ARS trung bình và nặng thì cái tư thế nằm sấp cũng làm giảm có ý nghĩa tỷ lệ tử vong và từ đó người ta kết luận là thông khí nằm sấp giảm có ý nghĩa từ lượng tử vong ở nhóm AS trung bình và nặng với điều kiện là phải thở máy nằm sấp trên 12 giờ một ngày thì người ta thấy là cái khánh cáo nó 2017 của Mỹ và châu Âu thống nhất là có thể sử dụng khí nằm sấp ở nhân AS nặng với thời gian trên 12 giờ một ngày và khuyến cáo của Pháp thì người ta đề nghị cụ thể hơn là có thể dùng thông khí nằm sấp ở nhân AS với p dưới 150 tức là mức độ giữa của trung bình trở lên và lại yêu cầu đến 16 giờ một ngày nằm sấp thì sẽ bảo đảm được cái hiệu quả điều trị. Thế đây là một khuyên cáo khá mạnh. Thì đấy là các vấn đề về thở máy hiện nay đã được thống nhất hoặc là chưa được thống nhất. Về cái biện pháp điều trị khác thì với vấn đề điều chỉnh nước cơ thể tất cả được thống nhất là phải kiểm soát tối ưu dịch vào ra giữ cho phổi khô nhưng vẫn phải đảm bảo tới mọi tổ chức và đặc biệt là không để làm giảm cái protein máu. Vấn đề điều trị thuốc thì steroid có rất nhiều nghiên cứu. Nhưng cho đến nay thì cái nghiên cứu nói là không hiệu quả vẫn ưu thế hơn nghiên cứu nào hiệu quả. Và như vậy thì chưa đủ bằng chứng để quyết định là có dùng steroid trong điều trị ADS hay không. Về vấn đề sử dụng nitric oxide đường hít thì người ta thấy là chưa đủ bằng chứng cho thấy là nitric oxide đường hít cải thiện được tỷ lệ tử vong cho ADS. Tuy nhiên nếu như sử dụng phối hợp nó với thông nhận làm sấp hoặc là HFO thì người ta thấy là cái nitric oxide có thể làm tăng được cái oxy máu và do đó nên có thể sử dụng được trong một số trường hợp ở Việt Nam thì cái này còn hầu như chưa được dùng. Và cái khuyến cáo của Pháp 2019 thì người ta đề nghị là có thể sử dụng à, Nitroxid đường hít cho bệnh nhân ADS với điều kiện là bệnh nhân thiếu oxy máu nặng và không cải thiện được với các thông tin thông thường với tư thế nằm và trước khi xem xét đến vấn đề ECMO thì nên cho thử dùng nitroxid trước cái vấn đề cuối cùng chúng tôi đề cập đến hôm nay là ECMO đây là một cái vấn đề khá mới vì chúng ta thấy là ECMO là là một kim tình một cái màng trao đổi sinh ngoài cơ thể và có thể cải thiện được oxy máu và giải được giải quyết được cái tăng siêu hơi máu nhưng mà lý do là thế thôi nhưng các nghiên cứu không hoàn toàn ủng hộ cho cái quan điểm đấy một cái nghiên cứu đăng trên New England Journal năm 2018 và đã được một một báo cáo viên trình bày trong hội thảo ở trong hội nghị ATS Mỹ năm vừa rồi đấy nghiên cứu là cái tác dụng của ECMO sớm ở bệnh nhân ADS. Thì người ta thấy như thế này, có hai nhóm nghiên cứu, đây là một nghiên cứu đa trung tâm rất lớn, một nhóm ECMO là 124 bệnh nhân và nhóm chứng là 125 bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu thì hai cái chỉ số nghiên cứu quan trọng nhất thì người ta thấy là không có thay đổi về tỷ lệ tử vong giữa hai nhóm ECMO và không ECMO. Và chính vì tỷ lệ tử vong không thay đổi nên cái nghiên cứu này kết thúc sớm vì cái thấy như vậy chẳng có nghĩa gì cả tuy nhiên nếu xem xét về cái tỷ lệ đáp ứng về điều trị tức là tăng oxy máu giảm soi máu thì chắc rõ ràng nhóm ECMO có thể hiệu quả hơn và cái tranh xa khác biệt giữa anh nhóm là 0,001 thì cái này nó rõ ràng thôi còn ngoài ra các chỉ tiêu phụ khác như là thời gian nằm viện thời gian nằm ICU vân vân thì cũng không có khác biệt giữa anh nhóm ECMO và nhóm thông, điều trị thông thường thì đây là một nghiên cứu nghiên uh, kiến cứu đa trung tâm đối chứng ngẫu nhiên. Và một cái nghiên cứu phân tích gộp thì các ta thấy có xem xét hai nghiên cứu ACT thì cái nghiên cứu phân tích gộp này đăng trên Lancet uh, Respiratory Medicine năm 2019. Thì xem xét có hai nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên thì thấy là cái tiêu chí quan trọng nhất là tỷ lệ tử vong ngày thứ 60 thì cái nhóm ECMO thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng tức là cái uh, LE là 0,73, VP bằng 0,08. Và tỷ lệ chảy máu nặng ở ECMO là 19%. Như vậy, kinh nghiệm của người ta lại ủng hộ cho việc sử dụng ECMO trong điều trị ARDS. Và vì chưa có đủ bằng chứng về cái hiệu quả cuối cùng của ECMO, nên cái khuyến cáo của Mỹ 27 người ta đề nghị là tiếp tục nghiên cứu thêm xem ECMO có giá trị hay không. Vì hiện nay chưa được khẳng định là nên dùng hay không nên dùng ECMO trong điều trị ARDS. Còn khuyến cáo của Pháp năm 2019 thì người ta đề nghị là sẽ sử dụng ECMO với những bệnh nhân hết nặng với PaO2 OH, chất 2 dưới 80 với điều kiện là tất cả các biện pháp thở máy khác đều các biện pháp khác, khác đều không hiệu quả và có là có nguy hiểm cho bệnh nhân thì khi đó có thể xem xét nhưng với điều kiện là phải có một cái trung tâm có kinh nghiệm chứ không nên nơi nào cũng làm và đây là được coi là cái khuyến cáo mạnh thì để kết luận cái báo cáo của chúng tôi hôm nay thì tôi đến thấy này. thế này, thiết ARS chúng ta đã được biết là bệnh lý nặng do nhiều nguyên nhân và tỷ lệ vong còn cao và cái tiên lượng của ARS nó phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra ARS, phụ thuộc vào sự xuất hiện tình trạng suy đa tạng. Và tất cả các biện pháp điều trị chúng ta vừa xem xét xong thì đều là điều trị triệu chứng siêu hấp. Trong khi đó hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào tiến triển của bệnh nguyên nhân và kết quả điều trị nguyên nhân và diễn biến suy đa tạng. Do đó nên có thể các biện pháp điều trị rất tốt trong trước mắt, tức là cải thiện được oxy và CO2 nhưng mà sẽ về lâu dài thì điều trị nguyên triệu chứng không hoàn toàn tác động được vào cái outcome và do đó nên nhiều biện pháp điều triệu chứng lúc ứng dụng thì tốt nhưng mà xét đến cuối cùng thì nó lại không được tốt lắm điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ tất cả những cái đi bởi vì có rất nhiều vấn đề khác nó còn liên quan đến ADS thì để mà kết luận cuối cùng thì chúng tôi xin đưa một cái khuyến cáo đưa được đưa ra năm 2018 và được người Pháp nhắc lại trong cái khóa 2019 về cái lựa chọn cái pháp điều trị bệnh nhân ARS. Thì khi chuẩn ARS với một cái PTF dưới 300 thì tất nhiên toàn bộ bệnh nhân ARS đều phải được điều trị theo cái thông khí bảo vệ phổi. Khi mà ARS nặng, PTF từ 200 trở xuống thì bắt đầu xem xét đến vấn đề dùng PIP cao. Nếu nó nặng vẫn không hiệu quả PTF giảm xuống nữa khoảng 180 thì chúng ta xem xét dùng các thuốc ức chế thần kinh cơ để uh, cho bệnh nhân thở máy tốt hơn. Với những ADL rất nặng tất cả biện pháp đều không hiệu quả và PEF dưới 100 thì chúng ta xem xét đến uh, cái thủ thuật mở phổi hiệu động phế nang đi ạ. Xem xét, xét đến HFO và vấn đề sử dụng uh, nitric oxit đường hít và khi mà thở máy không hiệu quả nữa có nhiều nguy hiểm cho bệnh nhân và PEF dưới 80 thì chúng ta xem xét đến vấn đề thực hiện ECMO. Thế đây là cái sơ đồ được tương đối được thống nhất ở châu Âu cũng như châu Mỹ trong cái lựa chọn để phát điều trị hiện nay trong ADS và chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có những cái phát điều trị tốt hơn. Thì hôm nay chúng tôi không nhắc một số vấn đề ví dụ như lọc máu, CVVS rồi lọc máu phụ trong ADS bởi vì sao? Vì hiện nay phần lớn nhất cái nghiên cứu đó vẫn là của của châu Á và một số ở châu Âu chứ người mỹ người ta chưa thống nhất cái này do đó chúng tôi không đưa những vấn đề này ra mà chúng tôi chỉ nêu những vấn đề mà toàn thế giới đã thống nhất là có hiệu quả trước mắt và còn cãi nhau là xem về lâu dài có tốt hay không thì chúng tôi xin cảm ơn hội nghị đã theo dõi